Thế nên là được có chừng này thôi mọi người ạ. Chỗ đáy, nó đáy đấy. Căn bản là chưa đến mùa lắm. Bây giờ phải ngâm với nước muối để cho nó tẻ ra hết á. Hết mùi. Nó mới hết mùi hăng. Ui à, nó sộc lên mũi. Hăng kinh điển luôn. Vậy em bóp không? Đấy. Cái em bóp nó chết mất. Tao sống rồi nó gãy hết á. Vặt thì anh em mình sẽ xong khi nó đái hết thì anh em mình sẽ vặt nó ra xiên que à ướp xiên que nướng. Mọi người ơi, đào ngon không? Ôi, mất đây 20 đồng ấy, ngon cực. Tấm hồng luôn nhá, ngoài chánh lẻ. Ui xòa. Vặt hết cánh nó và ngâm vào muối tỏi ớt. Nói chung là gia vị mình đã chuẩn bị sẵn. Anh ơi, nhìn tay em héo này. Ơi, nó đái này. Đái yếu tay luôn. Tay rồi đấy. Như kiểu vào nghệ đồ gà ấy. Ừ, 25 mày làm thử con gỏi không? Không. Cay lắm. Đố anh ăn được ấy. Cay lắm. Quên không vặt đầu nó đi. Ướp tất đấy. Xiên xiên xiên. Lấy xiên đi. Đâu rồi? Xiên á. Lấy xiên. À. Xiên nướng luôn. Còn một con nữa. Hả? Còn một con này. Còn một con. Phí, bỏ sót là phí. Thật đuổi đi dịch. Mất một xiên nha. Đuổi đi dịch mới được ấy. À. Đấy, mất một xiên. Xiên. Siêu to khủng lồ à, xiên đấy. Con, con này xiên phát kéo bục ui trứng này. Con xiên kiểu gì ấy? Xiên hẳn ở giữa nói chứ. Xiên ở giữa này. Anh xiên cái nhá. Xiên phát, ui, con nào bé bé thì đứt luôn. Ấy đâu? Ấy, xiên lên này này. Xiên lên này không bị đấy trứng mà không bị kia này. Cái đồ đi ra nó vẫn tỏi ra này. Tỏi đâu? Tỏi xinh lì đấy. Cái con ngoài tôi ui, trứng. Con này rất to. Bắt đầu để này. Đây. Xiên này. Cái này trứng ngon. Đây chỉ là đầu mùa thôi. Cái năm tới. Trứng ngon. Em chưa ăn xiên kiểu này bao giờ rồi. Thế bao giờ ăn? Người ta tỉnh giang ăn sành điệu hơn. Tí ăn nướng ăn kiểu phương Tây hả? Hả? Ăn kiểu phương Tây hả? Nướng sành điệu phết đấy. Ấy. Dubai. Dubai, Dubai nướng. Nướng rắc muối. Ba cái mùi trắng chắc gì đã ngon nhỉ. Đây. Nhãn vàng. Chắc tan sô-cô-la nhỉ. Sô-cô-la. Ba xiên đủ không nhé. Làm sao được bằng cái món tưng tưng nhà anh mình. Anh xiên gang thì mới đủ. Ừ. Mỗi ngày một xiên rồi nhỉ. Và ba xiên vẫn chưa hết mọi người. Đấy còn một xiên nữa. Nướng này chén. Đây nướng lửa hay nướng than đây. Đầu bếp ấy. Đông sơ tì lê. Hay là vua đầu bếp đông được mời đến từ Nhật Bản. Đông không chỉ. À vua Hán. Đâu. Nhà anh có nuôi nhiều con đấy không? Con gì? Con Corona. Có. Corona, con Corona. Con này ăn chút ngon với đấy. Nó dư dư làm được. Ui trứng nó thoi ra này. Nướng nhau nó căng người nó ra trong người thoi trứng. Trứng nó ăn được không nhỉ? Ngon. Ngon lắm. Anh ăn chán đấy rồi. Con khỉ nó ta sẵn nó ăn chán. Chủ, thằng kia sợ đập nhau mũi nó lên. Có người đến ăn luôn món này. Sợ. Quá ngon. Quá tuyệt vời. Xin quay hơi ra. Đấy, dài than dọc ra. Đúng dọc, chín một thể luôn. Đó. Bắt giới sơ tí lê. Đấy, ngon chưa, ngon chưa. Đánh ngoài thấy đẳng cấp không? Nửa. Thấy con một xiên nữa này. Một xiên nữa này đi. Ở đây. Chưa có xiên. Xiên này dài quá. Thưng thưng nướng... À đâu không phải... Các mọi người xem này, trứng nó bắt đầu...
bị mọng ra trong đục xanh lề này. Xanh lề đây này. Xanh lề luôn nhá. Đấy. Thế là trứng này cái ngon nhất trong con này đấy. Con cái mới có, ăn ngon lắm. Wow, thơm rồi đấy. Quay đều, quay nghe rõ rãi. Anh kê ở đâu anh kia lên? Không phải kê. Rãi từ từ. Quá ngon. Đấy rồi, nhớ về rồi, có thể chén dần rồi con. Chín hẳn nó, để nó chín hẳn không nhỉ? Chín hẳn như không còn nó cay đây ạ. Cứ ăn dần. Nó cay. Vừa nướng vừa ăn mọi người ạ. Ừ. Hơi hấp dẫn. Bắt đấy, bắt đấy. Cầm men tốt vào đấy. Wow, có nước yến không chú? Ngồi đây. Đấy mày bảo rồi mua cho thằng kia làm gì? Đúng là bia. Tăng nó uống Hà Nội mà mua cho nó làm gì? Hỏi anh già đéo bảo. Đéo nghe nào. Ai biết được. Đây, đây hai thằng mày chui. Em ơi, thằng này mà rơi chung. Chín chưa? Ngon đấy nhỉ. Chả biết. Mời tất cả mọi người nhá. Thằng này ăn không? Ôi. Bây giờ mình sẽ thử con đầu tiên. Con ở giữa cho nó ui đệ trứng này. Ui này. Ôi giời, con này đẻ trứng luôn. Ấy, làm sao lấy được con giữa này ra nhỉ? Lìa đầu luôn, lấy lần lượt. Ấy. Phải có lần lượt là hái. Ai. Wow, mời tất cả mọi người nhá. Được chưa? Thấy chưa? Được rồi. Ôi, chú bài đéo có món này luôn. Ui, ngon đấy. Thơm này. Chắc ăn thì con cay. Đèn lắm. Không ăn được. Lâu lắm ăn thường nướng ấy. Ngon nhỉ? Thú đây lần đầu là cái người làm cái nước sốt ấy. Đúng rồi. Ướp ấy đấy. Quan trọng là cái nước sốt ấy. Trọng là cái nước sốt để ướp ấy. Ma đại ca đấy. Ngon. Giống như hôm nướng dế mèn đấy nhỉ. Ui dế mèn mai, ngon. Mai khả năng là anh phải chuyển công thức cho em bắt. Ai muốn bí quyết gì hãy comment bên dưới. Cứ vừa nướng vừa ăn. Nó chưa chín hẳn, nó chưa giòn bắt đấy. Nó chưa đấy hẳn. Trứng này nó vẫn non. Wow. Trứng này ra ăn cốc cốc bánh trứng trứng này. Cửa sắp để rồi. Ăn cốc cốc cốc. Ăn vào 2 con luôn. Nói chung là các bạn nên thử ăn cái con này một lần thì sẽ biết vị nó như thế nào. Nó đái rất là khai. Ăn nó đái thằng đâu nhỉ? Đâu sao? Đái nữa. Người đây. Phải biết làm là mới ngon cơ. Okay, vào nghị nhỉ. Để mình demo cho mọi người một quả ăn thân sầu nhé. Ăn nó phải thế này này. Bỏng rát mép này. Bắt dưới này. Ăn nó phải thế này. Gặp mồm. Để em review lại. Ai bỏng quá. Thôi gỡ ra mà ăn. Đang gỡ. Mình ăn mấy con ngon mà dính một con hăng. Hơi hả? Ăn ngon mà vẫn ngon mà. Đấy. Ngon mà. Ai. Mới đừng chạm cái xiên đầu mép bỏng hơn. Sao chấm với nước sốt này chẳng ngon hơn đấy. Mày phải vơ 3-4 con vào. Ăn chấm nước sốt này ngon hơn đấy. Mới một cái trống này chồng ạ. Chấm à? Chấm làm gì? Vừa rồi mà. Chấm cho nó ướt. Ngon ngay nhỉ. Được. Ăn đầu ngon, thế giờ ăn mỗi cái đít. Ăn đít không ngon à? Thế ăn đít cho mày ăn đầu đấy. Bao nhiêu cái đít nó cũng cay. Bao nhiêu cái thịt nó nằm hết ở đầu mày lại ăn đít. Rốt. Béo lắm mọi người ạ.
béo béo mùi mùi giòn giòn thơm. Ăn người làm chất. Nói chung là món này hơi bị đặc sản đấy, nhưng mà không nhiều người ưa thích. Nó gọi là món ăn kinh dị ấy. Bọ xít. Không biết con này nó từ con gì ra nhỉ? Con bọ. Bọ hôi. Thế nó thế này là nó để từ con này chứ con gì? À, con này nó lại bể ra con bọ xít nhỏ. Ờ, con bọ xít sữa mà không là bắt. Con này ngon lắm, con đỏ đỏ bằng đây này. Ừ. Cái đấy bắt ở dàn bầu dàn các loại ấy. Anh ơi. Hả? Bắt được bắt nướng luôn ăn. Anh ơi. Không ăn thế nào? Không ăn thế nào? Phải mang khói hun. Nó xuống á? Ờ, đốt đống lửa chứ. Nhưng mà hết thì không làm gì có qua mẹ cái mùa đấy rồi đúng không? Bây giờ nó già rồi. Nó phải để nó nở ra. Xong rồi nó bắt đầu để. Bọn này nó để nó nở ra này. Thì cái bọn này nó lớn lên kiểu gì? Con non đó. Nó bay ra rồi đấy. Bọn này sao nó để chứ? Sao con non nó lớn? Nó bám rồi. Nó để trứng ở kia. Nó để trứng xong rồi tự nó nở. 2 tháng nữa mới có cơ. Không biết. Chưa có đâu. Chưa có bọn non đấy đâu. Bọn này là chưa để làm gì đã có bọn non. Đúng rồi. Tại này bây giờ gọi là cái đầu mùa mới chưa có. Chớm chưa nhiều lắm, mày vơ 2-3 con mà ăn một thử cho sướng mồm. Ngon quá. Cho nó ngập này. Nướng này giòn hơn kiểu chiên đấy đấy. Thế nào? Ai à? Cũng có kiểu lâu rồi. Bắt giới mới phải vơ một phát nướng lên này. Bốc. Bốc. Nhai nó mới bùi. Anh ơi. Ăn đấy. Ừ. Làm một vốc cái bao đệ này. Đấy, toát tới review à. Béo cực. Ui, phong mồm rồi. Ui. Một vốc luôn. Ngay kia. Xin nốt đi hoa anh không. Béo cực. Hết bị than rồi. Hạt đạt có rút đi đạt. Ăn đi. À. Tấm. Ngon nhỉ? Béo rồi. Đặng. Đặng quá. Đặc sản. Mấy cái này dưới Hà Nội không có mà ăn. Không bùi bùi vào nướng như này. Bùi dưới mèn. Bùi bùi dưới ôm. Mình chưa làm bùi bùi nào đâu. Quay hết mẹ bùi. Nói chung ăn cái này mà không gọi chung là để không tốt bụng chậm thì là sẽ bị không tốt máu là bị ngứa. Không, không tốt bụng là bị dị ứng. Ai em mình tốt bụng hết mà, có ai xấu bụng đâu. Anh biết con gì? Làm bỏ xuống. Con đấy người ta gọi là con gì không? Thế con này con thương thương chắc không ngứa. Là con gì? Dế chui. Cho chui. Ngon à. Anh đã. Anh dụ xuyên lấy rồi. Cái dế mà hun đấy. À, dế hun đấy nó ăn lại không ngon. Ăn lại đắng. Dế hun ăn lại không ngon. Em phải ăn dế cơm cơ. Đút ruột ở gì? Đút ruột, kể cả đút ruột. Con đấy nó lại rát, nó không ngon bằng cái con dế cơm dế kia đâu. Dế nhỏ mà cái hang là bé bé ấy. Ngon lắm. Dế cánh tay dài đã. À. Ăn con nào nhiều trứng ấy. Không. Ở trứng bây giờ vơ một nắm ấy, làm một quạp một phát ấy. Trứng bây giờ là chân nổ. Bùi lắm. Béo cực. Này mọi người, ai mà kia mà thấy món này chắc sợ chạy mất dép nhỉ. Như đồ có thể ăn tin thế. Ngon này. Ừ. Mấy cái chị tay sạch sạch ở Hà Nội ấy nhỉ. Mà thời mấy con này mà không dám bắt được. Dám bắt bác sĩ đâu, làm gì dám vàng này. Ừ. Món này nhà hàng còn chưa có đâu mọi người. Làm gì bắt được mà nhà hàng. Thế luôn. Ừ. Mà nó đái.